Chào mừng quý vị quay trở lại với channel OVBIS. Tướng là cấp cao nhất trong quân đội, công an nhân dân Việt Nam do Chủ tịch nước phong thăng cấp bậc hàm cấp tướng đối với sĩ quan công an nhân dân. Trong các video trước, chúng ta được biết những cặp cha con, vợ chồng cùng làm đến cấp tướng công an quân đội. Hôm nay xin mời quý vị cùng OVBIS điểm lại những cặp anh em cùng làm tướng quyền lực nhất tại Việt Nam. 1. Thượng tướng Đinh Đức Thiện và Đại tướng Mai Chí Thọ là một trong những cặp anh em làm tướng nổi tiếng nhất Việt Nam, đặc biệt một người làm bên quân đội còn một người làm bên công an. Hai người còn là em trai của ông Lê Đức Thọ, một trong những người quyền lực nhất Việt Nam thời sau giải phóng. Đinh Đức Thiện 15 tháng 1 năm 1914, 21 tháng 12 năm 1986, tên thật là Phan Đình Dinh, hàm thượng tướng, nguyên thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Cơ khí Luyện kim, Bộ trưởng phụ trách dầu khí, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, nguyên ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 3 và khóa 4, Huân chương Sao vàng. Ông được mệnh danh là anh cả của ngành vận tải quân sự Việt Nam, quê ở làng Địch Lễ, xã Nam Vân, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, nay là xã Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Ông tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1930. Năm 1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương, ông bị Pháp bắt giam 2 lần vào năm 1930 và 1940. Sau khi được trả tự do, ông tiếp tục hoạt động cách mạng. Từ năm 1944 đến 1945, tham gia ban cán sự tỉnh, rồi bí thư tỉnh ủy Vĩnh Yên, bí thư tỉnh ủy kiêm chủ tịch tỉnh Bắc Giang, ủy viên thường vụ khu ủy khu 1, ủy viên khu ủy khu Việt Bắc. Năm 1950, chuyển vào quân đội, làm cục trưởng cục vận tải quân sự 1950-1955. Từ năm 1955 đến 1957, đảm nhiệm chức phó chủ nhiệm Tổng cục Cung cấp. Từ năm 1957 đến 1964, chuyển ngành làm thứ trưởng Bộ Công thương, sau đổi tên thành Bộ Công nghiệp nặng 1960, giám đốc kiêm bí thư Đảng ủy khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên. Năm 1965, ông trở lại quân đội là ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương Đảng, ủy viên Quân ủy Trung ương với cương vị là chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, ông được giao trọng trách tổ chức nâng cấp tuyến hậu cần chiến lược Bắc Nam, tăng năng lực chi viện cho chiến trường miền Nam. Đồng thời từ năm 1966 đến 1972, ông được chính phủ giao tiếp tục xây dựng ngành cơ khí luyện kim với cương vị là chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm thứ trưởng 1966-1969, rồi bộ trưởng Bộ Cơ khí và Luyện kim 1969-1972. Từ năm 1972 đến 28 tháng 3 năm 1974, chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần kiêm quyền bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ năm 1974 đến 1976 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước kiêm chủ nhiệm Tổng cục Hậu Cần và chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Từ năm 1976 đến 1980 là Bộ trưởng phụ trách công tác dầu khí, bí thư đảng ủy Tổng cục Dầu khí. Từ ngày 7 tháng 2 năm 1980 đến 23 tháng 4 năm 1982 là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Từ năm 1982 đến 1986 là Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ông được phong quân hàm thiếu tướng tháng 4 năm 1974, trung tướng năm 1984 và thượng tướng tháng 12 năm 1986. Tại đại hội đảng lần thứ ba, nhiệm kỳ 1960-1976, ông được bầu làm ủy viên dự quyết ban chấp hành trung ương đảng. Tại đại hội đảng lần thứ tư, nhiệm kỳ 1976-1982, ông được bầu là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng. Ông qua đời ngày 21 tháng 12 năm 1986, hưởng thọ 72 tuổi. Em trai của Thượng tướng Đình Đức Thiện là ông Mai Trí Thọ, tên thật là Phan Đình Đống, bí danh Năm Xuân, Tám Cao, là Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam đầu tiên, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ 1986 đến 1991. Ông tham gia cách mạng từ năm 1936 trong phong trào sinh viên Huế và Hà Nội vào Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939. Từ năm 1938 đến 1940, ông tham gia tổ chức Thanh niên Dân Chủ, rồi Thanh niên Phản Đế ở trường Trung học Nam Định, là bí thư đoàn thanh niên phản đế Nam Định. Ông từng bị thực dân Pháp bắt giam vài năm, từ năm 1940 đến 1945, bị giam giữ tại các nhà tù ở Nam Định, Hòa Lò, Hà Nội, Sơn La, Khám Lớn, Sài Gòn, Côn Đảo. Ông là bí thư thanh niên cứu quốc, sau đó là trưởng ty công an, phó bí thư tỉnh ủy Cần Thơ. Từ năm 1948 đến 1949 là trưởng ty công an, sau đó là phó bí thư, rồi bí thư tỉnh ủy Mỹ Thò. Từ năm 1950 đến 1954 là phó giám đốc Sở Công an Nam Bộ, ban đầu 1950-1952 làm phó bí thư, bí thư liên chi chính quyền Nam Bộ, sau đó 1952-1954 phụ trách Công an miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1954 đến 1960 là phó ban, sau đó là trưởng ban địch tình xứ ủy Nam Bộ, xứ ủy viên dự khuyết xứ ủy Nam Bộ 1958-1960. Từ năm 1960 đến 1965 là Bí thư khu ủy miền Đông Nam Bộ, Chính ủy quân khu miền Đông Nam Bộ. Từ năm 1965 đến 1975 là Ủy viên thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định, Chính ủy quân khu Sài Gòn Gia Định. Sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Việt Nam, ông lần lượt làm Phó Bí thư, Phó Chủ tịch Ủy ban quân quản Sài Gòn Gia Định, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh 1975-1976. Phó bí thư thứ nhất Thành ủy, rồi Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó ông làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tháng 3 năm 1979 đến tháng 6 năm 1985. Ông được bầu làm ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 4, 5, 6. Tháng 6 năm 1985 làm phó bí thư thường trực, rồi làm bí thư Thành ủy thành, thành phố Hồ Chí Minh trong một thời gian ngắn năm 1986 khi bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Linh ra Hà Nội nhậm chức thường trực ban bí thư chuẩn bị cho đại hội 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 11 năm 1986, làm Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Nội vụ, nay là Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam, và đến tháng 2 năm 1987, ông được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng. Sau đó, ông được phòng là Đại tướng tháng 5 năm 1989 và trở thành Đại tướng đầu tiên của Công an Nhân dân Việt Nam. Ông là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 4, 5 và 6, 1978-1991, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 6, 1986-1991 là đại biểu Quốc hội các khóa 6, 7, 8, ủy viên Hội đồng Quốc phòng khóa 8, nghỉ hưu từ năm 1991, ông về sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, tập trung viết hồi ký và tham gia các hoạt động xã hội. 2. Trung tướng Lê Minh Hùng và Thiếu tướng Lê Minh Hà là con của ông Lê Minh Hương, nguyên Bộ trưởng Công an Việt Nam. Lê Minh Hùng sinh năm 1963, là Trung tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Quản lý Tạm giữ Tạm giam Bộ Công an Việt Nam, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng Bộ Công an Việt Nam. Lê Minh Hùng, quê quán tại xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 2017, Lê Minh Hùng là Thiếu tướng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Bộ Công an. Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thiếu tướng Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Tạm giữ Tạm giam và Thi hành án hình sự tại Cộng đồng Cục C11 Bộ Công an, được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ký quyết định bổ nhiệm làm Phó Thủ trưởng thường trực Cơ quan Quản lý Tạm giữ Tạm giam thuộc Bộ Công an. Chiều ngày 11 tháng 9 năm 2020, Thiếu tướng Lê Minh Hùng nhận quyết định thăng quân hàm Trung tướng Công an của Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Em trai của ông Lê Minh Hùng, sinh năm 1967, hiện đang là thiếu tướng và giữ chức phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Cụ thể vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn đi nhân sự ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương đối với Đại tá Lê Minh Hà, lúc đó vẫn mang hàm Đại tá, Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng Đại tá Lê Minh Hà được Ban Bí thư chuẩn y giữ chức Ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2022-2025, được Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phân công đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Thứ trưởng Trần Quốc tỏ đề nghị Đại tá Lê Minh Hà trên cương vị công tác mới cần thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm, chủ động tiếp cận công việc, đồng hành cùng Đảng ủy, cơ quan ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ trong chương trình công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020-2025 và năm 2022, xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất, trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 3. Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng và Thiếu tướng Huỳnh Chiến Công Huỳnh Chiến Thắng sinh ngày 15 tháng 6 năm 1965 là một sĩ quan cấp cao trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, hàm thượng tướng. Ông hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Quê quán tại xã Mỹ Chánh, huyện Ba Chi, tỉnh Bến Tre, chú quán số 418 đường cách mạng tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Huỳnh Chiến Thắng từng là Trung đoàn trưởng Trung đoàn 3, Sư đoàn 330 quân khu 9, tháng 1 năm 2013 được bổ nhiệm giữ chức sư đoàn trưởng sư đoàn 330 quân khu 9, tháng 1 năm 2014 được bổ nhiệm làm phó chính ủy quân khu 9, tháng 8 năm 2015 được bổ nhiệm giữ chức bí thư đảng ủy, chính ủy quân khu 9, đồng thời được thăng quân hàm thiếu tướng. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, chúng cử ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tháng 9 năm 2019, được Chủ tịch nước thăng quân hàm Trung tướng ngày 6 tháng 11 năm 2020, giữ chức Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, được bầu là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2016. Ngày 20 tháng 11 năm 2022, được thăng quân hàm từ cấp Trung tướng lên cấp Thượng tướng. Em trai của ông Huỳnh Chiến Thắng là Huỳnh Chiến Công, hiện đang là Thiếu tướng Phó Tham mưu trưởng Quân khu 9. Được biết trước đó, ông Huỳnh Chiến Công là Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hậu Giang, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 Quân khu 9. Trên đây là ba cặp anh em cùng làm tướng quyền lực nhất tại Việt Nam. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, hãy subscribe, like và share để ủng hộ OVBIS. Xin chào và hẹn gặp lại.